với kênh Chuyện Zombie. Mình là Duy Tún. Mình là Sơn Mập. Mình là Quang Cối nha. Mình là Khôi Vợ nha. Là Toán nha. Mình là Thế Dưới đây. Mình là Khánh Béo đó. Mình là Hưng Thịt Cá đây. Các bạn đến với series mới và video mới của chúng mình nha. Đi theo mình để chuẩn bị. Đói nè. Mới có gì ăn đâu. Ô, gà to thế. Để tao bảo anh tao. Mày chết rồi. Em đang đói mà em vừa thấy bốn con gà béo mập đầu ngần á. Đâu em? Đi bắt luôn, thịt luôn này. Đuổi em. Sương sau thế mới giàu, tình nghĩa anh em có chắc bền lâu, dòng trước khổ sau thế mới đau lòng. Xạo chó, xạo chó. Xinh và hấp dẫn vô cùng. Zombie nha.